cây luôn. Đen mộng luôn. Dạ anh em ha, thì trong cái thời gian vừa rồi á, thì kênh YouTube của mình bị tắt kiếm tiền, thì bây giờ mình đã khắc phục được và mình đã tiếp tục hướng dẫn anh em cách điều trị một số bệnh thường gặp trên gà. Thì trong thời gian vừa rồi cũng có rất nhiều anh em nhắn tin cho mình nhưng mà mình không có thời gian trả lời, thì hôm nay là mình sẽ hướng dẫn anh em cái nguyên tắc mà dùng thuốc trong trị bệnh cho gà. Cái đây là mình hướng dẫn là cái nguyên tắc dùng thuốc chung thôi, nguyên tắc chung thôi, chứ mình không nói là cụ thể là cái bệnh nào. Nhưng mà anh em áp dụng cái nguyên tắc chung này mình có thể điều trị các bệnh thường gặp ở trên gà rất là hiệu quả. Nhiều khi anh em xài thuốc điều trị bệnh cho gà là mình không có hiểu các cái cách mình dùng thuốc, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cách dùng thuốc cơ bản để điều trị bệnh cho gà. Cái nguyên tắc thứ nhất á, khi mình dùng thuốc á là mình phải dùng đúng thuốc, đúng thuốc điều trị đúng thuốc. Khi mà con gà nó bị bệnh á thì mình phải biết nó là bệnh gì mình mới dùng đúng thuốc, đúng loại thuốc. Nhưng con gà mình thấy vậy nhưng mà nó rất là khó để mình biết nó chính xác bị bệnh gì, chỉ có mình nhờ thú y lại thôi, mình nhờ bác sĩ thú y lại mình mổ khám, hoặc là nếu người có kinh nghiệm thì không cần mổ khám nữa. Nếu người có kinh nghiệm mình nhìn và mình hỏi cái lứa tuổi hoặc là nhìn bên ngoài cũng vẫn biết, nhưng mà đối với những người có kinh nghiệm thôi. Nếu người không có kinh nghiệm mà bắt mổ khám. Con gà nó rất là nhiều lông chứ không phải giống như con heo. Con heo mình nhìn bề ngoài mình có thể đoán được 70-80%, nhưng con gà mình khó, rất là khó biết. Đôi khi là mình mổ khám, thì trong thời gian vừa rồi mình cũng có ra rất nhiều clip mổ khám nhưng mà bị YouTube nó cấm, cho nên là mình mấy clip đó mình xóa hết này, mình chỉ chừa lại vài clip thôi. Dùng đúng thuốc. Rồi cái thứ hai á, khi mình dùng thuốc thì phải kết hợp thuốc. Dùng thuốc kết hợp. Thì anh em á, nhiều khi con gà nó bị bệnh anh em chỉ dùng một loại thuốc thôi, nó cũng hết nhưng mà nó chậm hết, hiệu quả không cao. Thì anh em phải kết hợp ba loại thuốc thường gặp, như là thứ nhất á, là mình phải kết hợp cái loại thuốc là dùng để điều trị, giống như thuốc thứ nhất á, nhóm thứ nhất á, là thuốc để điều trị bệnh, điều trị nguyên nhân. Đó. Cái thứ hai á là mình điều trị cái triệu chứng. Rồi, cái thuốc thứ ba là mình phải thuốc bổ, bồi dưỡng đó. Đó, anh em phải sử dụng cùng một lúc ba loại thuốc này, con gà mình nó mới nhanh hết bệnh. Mà ví dụ như mình, ví dụ như ở bệnh tụ huyết trùng đi, tụ huyết trùng thì mình phải xài cái loại thuốc trộn đó là Amoc chẳng hạn, hoặc là Ambi nè, hoặc là Engo, ba loại này cũng được. Nhưng mà nếu mình xài cái loại này không á là con gà bệnh nó bị bệnh á, nó sẽ lâu hết bệnh. Mình phải sử dụng thêm một loại thuốc nữa. Thông thường á, bệnh tụ huyết trùng thì con gà nó bị sốt thì mình sử dụng thằng Faga nè, Faga C, hoặc là hạ sốt là thằng Ketovet nè. Đó. Nếu mà con gà nó bị tụ huyết trùng là nó có đờm nữa thì mình sử dụng thuốc lông đờm. Thì mình xài một trong ba này thôi ha. Nếu hạ sốt á, thì là mình xài một trong hai này thôi, rồi mình xài thêm lông đòn là thằng Bromhexin á. Bromhexin. Đó.
Rồi bên đây á thì mình cũng phải xài cái thuốc bổ, tại vì cái thằng cụ huyết trùng này nè là cái con vi khuẩn gây bệnh á, khi mà nó có ở trong, lúc nào nó cũng có ở trong cái cơ thể con gà, thì khi mà trời tiết thay đổi hoặc là khi trời lạnh á thì nó phát bệnh lên. Thì mình phải xài cái thuốc bổ là vitamin C để tăng sức đề kháng, để nó chống chọi lại mầm bệnh, hoặc là B complex. Đó. Mình phải kết hợp, anh em phải kết hợp ba loại thuốc này mình điều trị nó mới có hiệu quả. Nhiều khi anh em chỉ điều trị, chỉ chọn kháng sinh thôi, cái này là kháng sinh nè. Đó. Anh em điều trị kháng sinh thôi thì nó không hiệu quả. Mình phải kết hợp mình điều trị cái triệu chứng, hoặc là mình thêm cái, mình thêm nữa là cái thuốc bổ nè, thì con gà của mình nó nhanh, mới nhanh hồi phục. Thì con gà ở bệnh tụ huyết trùng thì nó sốt rất là cao, thì mình sẽ phải xài hạ sốt cho nó, gà nó mới nhanh phục hồi lại. Nếu mà nhầm cái bệnh nó giống như là bệnh gumbugo đi, con gà nó chết chủ yếu nó sốt cao, nếu mình không hạ sốt thì nó chết, chứ không phải là nó chết chính là do bệnh, mà nó chết do cái triệu chứng này, nó làm cho sốt cao nó dẫn đến nó chết. Cho nên mình hạ được cái triệu chứng á, mình hạ được cái sốt đó thì con gà khả năng sống đó là khoảng trên 50% này. Cho nên mình phải kết hợp, chứ anh em không dùng kháng sinh, bên đây là kháng sinh nè đó, còn bên đây là cái thuốc trị triệu chứng, bên đây là thuốc bổ, mình phải dùng kết hợp ba thứ. Còn cái nguyên tắc tiếp theo nữa là nguyên tắc thứ ba là anh em không nên kết hợp kháng sinh quá nhiều. Nếu mình không biết thì mình không nên kết hợp kháng sinh. Kháng sinh nếu không biết, nếu mà kết hợp kháng sinh nó phải theo cái nguyên tắc, cái đó bác sĩ thú y người ta mới biết được. Cho nên nếu mà anh em không biết thì không nên kết hợp kháng sinh. Tại vì kháng sinh nó có hai nhóm là nhóm tiền khuẩn và nhóm sát khuẩn. Thì khi mình dùng thuốc mình không biết á, mình kết hợp kháng sinh nhiều quá thì nó sẽ gây ra cái trị thuốc, cái đối kháng á, hai kháng sinh nó đối kháng như nào. Rồi nếu anh em không biết kết hợp kháng sinh thì làm cho con gà nó mệt hơn nhỉ. Nếu mà mình không biết kết hợp kháng sinh thì kết hợp nhiều loại kháng sinh đó sẽ làm cho con gà nó mệt thêm. Nhất là đối với những bệnh do vi gút thì mình hạn chế dùng kháng sinh, mình chỉ điều trị triệu chứng và mình sử dụng thuốc bổ để nó tăng sức đề kháng lên thôi. Rồi cái nguyên tắc thứ tư là mình sử dụng đúng liều và đúng thời gian. Đó. Thì đúng liều á là mình không nên sử dụng ít quá thì nó không đủ cái nồng độ để nó tiêu diệt cái mầm bệnh, để tiêu diệt như vi khuẩn, và cũng không nên tăng liều nhiều quá. Tăng liều nhiều quá là trong những cái trường hợp mà nó bị cấp tính, nhưng mà mình tăng khoảng gấp rưỡi, nếu cần thiết là tăng lên gấp đôi thôi. Nhiều anh em mua thuốc tây á, ví dụ như một viên cho anh 50 kg của bên người đi, nhưng mà anh em sử dụng một viên cho một con gà nó khoảng 2 kg thì nó tăng lên khoảng 25 lần. Nếu mà anh em sử dụng trong thời gian ngắn thì nó không sao, còn nếu anh em sử dụng liên tục trong thời gian khoảng 5-7 ngày thì cái gan con gà nó hạ gan, thì cái này nó tăng liều lên quá cao rồi. Thông thường á là một viên bên người á thì mình sử dụng cho gà là sử dụng khoảng 20 kg gà, hoặc là khoảng 15 kg nếu mình sử dụng trong thời gian dài. Tại vì cái gan con gà nó rất là dễ bị tổn thương, cho nên là nếu anh em sử dụng thuốc quá liều thì khi mà nó hết bệnh thì con gà nó sẽ bị khô, giống như cái gan nó bị nóng, gan gà nó bị khô, gà nó bị suy.
cho nên mình không nên tăng liều nhiều. Tăng liều nhiều nó cũng hết bệnh đó, nhưng mà nó hết bệnh xong thì con gà nó bị si. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách khắc phục con gà nó sau khi mà nó hết bệnh cho nó phát lại. Thì còn cái thứ hai đó là điều trị đúng thời gian. Khi đã mình đã xác định đúng bệnh rồi, mình phải điều trị đúng thời gian, là khoảng thông thường là khoảng từ 3 đến 5 ngày tùy theo bệnh. Trong thời gian này anh em dùng xuyên suốt cái loại thuốc là mình đã sử dụng từ đầu ha. Khi mình xác định đúng bệnh thì mình xài đúng thuốc, thì anh em cố gắng là sử dụng từ 3 đến 5 ngày. Nếu mình con gà nó ví dụ như nó cái vi khuẩn nó hành xin gì nè đó, khi mình dùng thuốc á, khi nó bệnh thì vi khuẩn nó tăng cao nè, bệnh thì vi khuẩn nó phát triển tăng cao, khi mình dùng thuốc nó hạ xuống gì nè, nó hạ xuống gì thì nó chết, thì nó hạ xuống gì. Khi mình mới sử dụng một ngày á, thì hoặc là hai ngày thì nó hạ xuống từ từ, 3 ngày nó hạ xuống từ từ. Còn nếu mà trong thời gian một ngày mình sử dụng một ngày thì nó mới bắt đầu hạ, mình ngưng rồi thì nó bắt đầu nó tăng rồi lại nữa, cho nên đó mình phải sử dụng từ 3 đến 5 ngày thì cho nó hạ xuống luôn. Nếu anh em mới sử dụng một ngày mà mình ngưng á thì nó tăng trở lại, nó tăng trở lại vậy. Khi mình sử dụng đến 4 đến 5 ngày thì nó hết luôn. Cho nên á là khi mình dùng thuốc á, mình anh em cố gắng là sử dụng từ 3 đến 5 ngày, sử dụng đúng liều từ 3 đến 5 ngày. Còn về con gà nó bị bệnh á, đối với gà của mấy anh em á, thì một vài con thì mình phải kết hợp với chăm sóc nuôi dưỡng nữa. Thuốc thì nó chỉ quyết định khoảng 80% thôi, 70-80% thôi. Nhưng mà anh em phải kết hợp với chăm sóc nó. Chăm sóc nó giống như là mình phải mình theo dõi nó, mình coi nó biểu hiện như thế nào. Nếu mà không ăn đó, không ăn từ 5 ngày, 3 đến 5 ngày thì mình phải mua nước biển khô mình bơm cho nó. Nước biển khô mình bơm cho nó. Hoặc là mình bổ sung cho nó cái gluco á. Nó đói quá, nó không ăn đói nó, thì mình phải cho nó uống nước biển khô hoặc là gluco để cho nó có năng lượng để nó phục hồi lại. Thì cái câu chăm sóc này thì nó cũng rất là quan trọng ha. Nếu mà anh em chăm sóc tốt á thì nó sẽ con gà của mình nó cái khả năng nó phục hồi rất là lớn, rất là cao. Cho nên nếu nhiều anh em sử dụng thuốc không, anh em không chăm sóc nó thì tỷ lệ chết cao. Nên mình phải vừa xài thuốc, mình kết hợp với chăm sóc nuôi dưỡng. Rồi mình xin hướng dẫn một số cái nguyên tắc như vậy. Thì nếu anh em áp dụng cho từng loại bệnh khác nhau thì mình xài nhiều cái loại thuốc khác nhau, nhưng mà mình phải kết hợp kháng sinh là điều trị cái nguyên nhân và cái điều trị triệu chứng và cái thuốc bổ. Nếu anh em sử dụng như vậy là nó mới là hiệu quả cao. Cuối cùng thì cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích hãy like, share và bấm đăng ký kênh.